tiếp tục cái hành trình đi câu cá tiếp cho mọi người. Mình đi cặp cặp đây coi coi có ổ cá nè mình coi. Chà chà chà, ổ cá này cá nó lên tim. Ổ cá cho nên lên tim nó ghê. Mình câu đây quá. Nay mình câu cá rô nha mọi người. Mọi người theo dõi nha. Câu mồi đơn giản này nha mọi người. Câu mồi dế thôi, câu cá rô mà làm ổ bằng cám trộn, câu mồi dế thôi. Vô nghe mọi người theo dõi nha. Cá nào lộn lộn cá gì bự như vậy, bự cá gì bự như vậy. Ôi con cá rô nào, cá rô đầu tiên nè mọi người. Mọi người lẹ quá vậy. Ủa dính rồi. Ủa gì cá rô, cá rô. Thôi cá rô mập lúc luôn. Mày ôi cá rô, cá rô mập quá mọi người, mập lớp luôn. Cá rô mập, con nào nấy mập quá trời mập. Cá rô đó mọi người. Lộn. Come on.
nó mập quá mập luôn. Lùm cá chạy quá rồi, cá chạy nghe rồi vừa nó cá chạy mặt quá mặt luôn, đã quá đã một lùm. Ồ, cá rô nhắt mới đẻ nhắt. Cũng nhiều cá rồi, chưa rồi. Thôi mình kết thúc tại đây nha mọi người. Cái thành quả mình hôm nay em câu nè, cá rô, cá chê nè, một thùng luôn. Chào mọi người. Hẹn mọi người video sau. Chúc mọi người một ngày tốt lành.